Ơi các bạn ơi, mình thấy bên kia có một thế giới được chơi luôn các bạn ơi. Nhưng mà nước ở ngoài đó thật là sâu luôn, không biết bây giờ mình phải làm sao. Ơi các bạn ơi, mình thấy đây có một cái thuyền nè. Ô cái thuyền nè các bạn ơi. Ơi bây giờ mình sẽ phi thuyền qua bên kia để mình khám phá những món đồ chơi ở bên kia nha các bạn. Ơi bây giờ chiếc xe này chạy vô đây đi các bạn ơi. Chạy vô đây nha. Ơi bây giờ mình sẽ phi thuyền bên kia nha. Ơi mình đi thôi. Đó. Ơi các bạn ơi, thấy xa xa kia thì các bạn thấy không? Một thế giới đồ chơi luôn nha các bạn. Ơi bơi thuyền qua thôi các bạn ơi. Ơi sắp tới rồi các bạn ơi, sắp tới rồi. Sắp tới hòn đảo đồ chơi rồi các bạn ơi. Ơi phía trước các bạn là cái gì đây? Một thế giới đồ chơi luôn nha. Ơi ơi mình tắp thuyền vô đây nha các bạn ơi. Mình tắp thuyền vô đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá những món đồ chơi ở đây nha các bạn. Ơi quá trời đồ chơi luôn các bạn ơi, rất là nhiều luôn ha. Hay bây giờ các bạn muốn mình khám phá chiếc xe đồ chơi nào trước nha các bạn? Muốn mình khám phá chiếc gì? Bây giờ mình sẽ khám phá chiếc xe cẩu này trước nha, hay là chiếc xe tải này các bạn? Ơi hay là chiếc xe cẩu này. Ở đây có rất là nhiều nha các bạn ơi, và cả cá sấu nữa các bạn ơi. Ơi các bạn ơi, cái thuyền của mình trôi nè. Bây giờ mình sẽ để cái thuyền của mình ở đây nha các bạn. Rồi ôi các bạn ơi, mình thấy bên trong có một con cua nè các bạn ơi. À bên trong đây, trong xe tải có một con cua nè. Ui cua kìa các bạn. Ơi cua kìa. Ơi có một con cua các bạn ơi, mình đổ nước vô cho cua sống nha. Ơi các bạn ơi, ở đây có chó cứu hộ nữa nè, và cả xe bê tông nữa, máy bay nữa, rất là nhiều xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Ơi con cua bò xuống kìa, bò xuống kìa. Wow, con cua đã trốn thoát rồi các bạn ơi. Ơi bây giờ mình sẽ coi cho con cua đó lội đi nha, bơi đi nha. Ơi các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát nha các bạn. Nè xe cần cẩu múc cát nè. Bây giờ mình thử mình múc nước nha. Mình múc nước. Múc nước mình để lên xe tải nha các bạn. Ơi rất là hết luôn các bạn ơi. Mình cho chiếc xe tắm nè. Ý xe lên bọt luôn. Rất là đã luôn các bạn ơi. Ơi bên trong rất là nhiều nước nha các bạn. Đấy. Xe cần cẩu múc cát nha các bạn ơi. Một chiếc nha, mình khám phá xong rồi. Còn đây là một chiếc xe tải nha các bạn ơi. Ơi con cua đi mất tiêu rồi các bạn ơi. Con cua núp trong đây nè các bạn. Đây là một chiếc xe tải chở cát nha các bạn ơi. Xe tải chở cát nha, rất là đẹp luôn. Đồ ben là màu vàng nha các bạn ơi. Mình lấy cát dưới đây nè. Ơi đổ lên đây nha. Lấy tiếp nha các bạn. Đây cát đây. Đổ vô đây. Rồi bây giờ mình đổ xuống nè, đổ cát xuống. Đã quá các bạn ơi. Chơi xong rồi sửa rửa sạch sẽ lại cái mình để ở đây nha. Còn đây là xe gì đây các bạn? Các bạn biết xe này không? Ơi con cua kìa. Ê, mình bắt con cua này nha. Để vô đây lại. Đây là một chiếc xe cần cẩu nha các bạn ơi, có cái cọng dây nè. Đây bây giờ mình sẽ cẩu vô đây coi. Đây cẩu vô đây. Móc cái cần cẩu vô đây. Ý sao móc khó quá các bạn ơi. Giờ mình móc lại nha. Mình móc vô cái cầu thang này nè. Đấy, móc vô đâu ta? Móc vô cầu thang này đi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái xe này trôi thử trôi không? Ơi không thể trôi được luôn nha các bạn, bởi vì mình cẩu rồi. Mình xả dây ra thêm nha. Đấy, mình xả dây ra thêm nè. Ê, dây này nó dài ra kìa các bạn ơi. Rất là hít luôn các bạn. Nè xe kìa, không thể trôi được nha các bạn ơi. Mình đã cẩu lại rồi. Rất là đã luôn á. Nè trôi đi, sao bạn có thể trôi được? Không thể trôi được nha các bạn ơi. Nước ở đây, mặc dù nước ở đây chảy nhưng mà không trôi được. Rồi tiếp theo là chó cứu hộ nha các bạn ơi. Đây là một chú chó cứu hộ nè các bạn. Chó cứu hộ sửa chữa nè các bạn ơi, màu vàng nha. Còn đây là một chú chó cứu hộ màu xanh nữa các bạn ơi. Ơi rất là đẹp ha. Đây là chú chó nè. Ơi mình để vô đây nha các bạn. Tiếp theo là một chú chó màu cam nữa nha các bạn ơi. Chó màu cam nè. Mình cẩu lại rồi, đâu có thể đi được đâu.
Đây đây. Còn đây là một chiếc xe container nha các bạn ơi. Xe container chở đầu kè, chở ô tô nha các bạn. Kéo những chiếc xe ô tô nha các bạn. Bên trong thì có một chiếc ô tô nhỏ nhỏ nè các bạn thấy không? Đã ha. Tiếp theo là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Ây, cái này ơi, cái này hư rồi các bạn ơi, mình không thể xây được rồi. Ây, xe trộn bê tông đây. Trộn bê tông của các bạn đây. Ây, rất là đẹp luôn ha. Ý, cái này tròn 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 đã lắm nha các bạn. Đây xây nè, rất là thích luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ khám phá chiếc tiếp theo nha. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe đua nè các bạn. Ơi xe đua này chơi đã lắm nha các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ trượt dốc nha các bạn. Trượt dốc nha. Ui, đã quá các bạn ơi. Thế là xe đua. Ở đây có cái hai cái đèn nè các bạn, giống như một chiếc xe cảnh sát nha các bạn ơi. Hai cái đèn đó đó. Rồi mình để lên đây nha. Mình trượt xuống nha các bạn. Ui đã quá các bạn ơi. Đã lắm luôn nha. Ui, rất là thích luôn. Một chiếc xe màu trắng, xe đua. Đấy, rồi các bạn bây giờ muốn mình khám phá chiếc xe nào tiếp theo nha các bạn. Khám phá chiếc nào ở đây các bạn muốn. À bây giờ mình sẽ khám phá chiếc máy bay này nha. Rồi. Máy bay hôm nay xuống nước chơi luôn nha các bạn. Máy bay chơi rồi các bạn ơi. Ơi nước rất là nhiều luôn. Đây có cái cánh nè các bạn ơi. Đó, bây giờ mới bay lên nè. Rất là đã luôn các bạn. Hôm nay khám phá đồ chơi ở đây rất là thích thú luôn các bạn, rất là vui luôn. Một chiếc máy bay màu trắng đen rất là đã luôn. Mình để trên đây lại nha. Tiếp tục bây giờ mình sẽ khám phá chiếc xe nào đây. Sẽ khám phá chiếc xe cần cẩu này đi. Các bạn ơi, xe cần cẩu nè. Ơi các bạn giống một chiếc xe cần cẩu này lắm nha. Hai chiếc này giống sinh đôi nè các bạn, giống nhau nè. Nhưng mà khác màu nha các bạn. Giống nhau nhưng mà khác màu nha. Đây, rất là đẹp luôn. Đây là màu vàng, còn bên đây là màu cam nha các bạn. Nên là nó khác màu thôi. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ khám phá có con. Ơi ở đây có một chiếc xe ô tô nhỏ nè các bạn ơi. Đây, mình để vô đây luôn nha. Ô tô nhỏ vô đây. Đó, rất là đã luôn. Đây, khám phá tiếp theo là một con cá sấu nha. Cá sấu nè. Ý, mát quá các bạn ơi. Ý, đã quá, hôm nay tắm rất là mát luôn. Sướng lắm các bạn ơi. Đây, mình để đây nha. Bây giờ mình sẽ khám phá con cá sấu này tiếp theo nha các bạn. Ê, gớt kìa. Ý, mát quá nè. À các bạn ơi, ơi hai con cá sấu vợ chồng nè các bạn ơi. Ồ đây là chồng nè, còn đây là vợ nè các bạn ơi. Bò lên. Bò xuống nè. Rất là đã luôn. Rồi mình để đây luôn nha các bạn. Để đây đi. Cái sấu này nó bị trôi không? Để trên đây đi. Rất là đã luôn. Bây giờ mình sẽ khám phá chiếc này đi. Chiếc xe này cũng mới nè các bạn. Ơi, chiếc xe này mới lắm nha. Ôi các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Ơi xe cần cẩu cứu hộ nữa nè các bạn ơi. Ơi chiếc xe này cũng mới lắm nha các bạn, hiệu cũng là mới nè. Ơi cái đầu xe này xịn lắm nha. Xịn nè. Ôi có biển số xe nè các bạn ơi. Ơi 81630 nè, 30 nè. Ấy xe. Ơi xe này rất là đẹp ha. Đây xe này mới đẹp quá ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cẩu lại chứ để đây luôn đây. Để đây đi. Ôi ôi nhiều xe đồ chơi quá. Bây giờ tiếp theo mình khám phá tiếp theo thôi. Xe đổ rác đi các bạn. Đây, một chiếc xe đổ rác nè. Một chiếc xe đổ rác màu xanh luôn. Ơi mình đổ nước vô đây nè. Có nước nè. Đổ nước ra. Ý, rất là hết thú luôn. Bây giờ mình sẽ tắm cho những chú chó cứu hộ nha các bạn ơi.
Ơi, rất là mát nha các bạn. Wow, mát lắm các bạn ơi. Rồi mình để đây nha các bạn. Các bạn ơi, ôi chiếc này hồi nãy giờ mình khám phá chưa các bạn? Khám phá chưa ta? Mình không nhớ nữa. Nhưng tại vì ở đây nhiều xe quá các bạn ơi. Đó, đây là một chiếc xe cẩu màu hồng nha các bạn. Ơi, mình để đây luôn nha, chưa biết mình khám phá chưa nữa. Mình để đây nha. Rồi đây là một chiếc xe trộn bê tông màu xanh nè các bạn. Mát lắm các bạn ơi, nè cái đầu quay nè, rất là mát luôn á. Xay 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 thôi. Đã lắm các bạn ơi. Một chiếc xe trộn bê tông màu xanh trắng nha các bạn. Ơi, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu múc cát nha các bạn ơi. Ơi, cũng là một xe màu xanh trắng thôi nha các bạn, nhưng mà cái cẩu này cũng mới mẻ lắm nha các bạn ơi. À, rất là mới mẻ luôn ha. Ơi, rất là nhiều luôn. Tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu nữa nha các bạn. Ơi, xe cần cẩu này nè. Đấy, xe cần cẩu này các bạn ơi, xe cần cẩu mini luôn. Ở trong đây là có cái chiếc này là nó nhỏ nhỏ nha các bạn. Còn mấy chiếc xe chó cứu hộ thì mình không nói nha, chiếc xe này là nhỏ nhất trong đây rồi. À, có hai chiếc xe này là tại vì nhỏ quá nha, mình không nói nha. Còn chiếc xe cẩu múc cát nha, mình nói chiếc xe cẩu múc cát là nhỏ nhất trong đây luôn. Thì rất là thích nha các bạn. Còn một chiếc xe container nữa các bạn ơi, để mình lấy chiếc xe đó xuống nha. Bây giờ mình sẽ cho trượt cái dốc này xuống nè. Đã lắm các bạn ơi. Rất là đã luôn. Phê lắm các bạn ơi. Ấy, một chiếc xe super các bạn ơi. Xe thùng kính nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ xếp ngay ngắn là mình trả cho người ta nha các bạn ơi. Sớm giờ mình chơi cũng đã rồi đó. Mình xếp là mình trả cho mọi người nha. Mình để cái xấu này lên đây. Đây. Và cả xe cẩu nữa nha các bạn. Đây. Xe tải đây, mình tháo này ra đi. Ở đây một thế giới đồ chơi luôn mà các bạn. Hôm sau mình lại đây mình chơi tiếp nha. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ đếm thử coi xem bao nhiêu chiếc nha các bạn. Mình đếm hết tất cả đây luôn nha. À, một chiếc nè, hai nè, ba nè, 4 nè, 5, 6, 7 nè, 8 nè, 9, 10, 11, 12 và 13 nè, 14, 15, 16, 17 nè, 18, 19, 20, 21, 22, 23 luôn các bạn ơi, con cá sấu nữa là 23 nha các bạn ơi. Rất là thích nha các bạn. Nè các bạn xem nè, đã không các bạn ơi. Ê, rất là đã luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ phi thuyền về nha các bạn ơi. Bữa hôm sau mình chơi tiếp nha. Ơi, bye bye các bạn nha. Bữa sau mình ra đây mình chơi tiếp nha các bạn. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Các bạn chơi với nhau đi nha. Bây giờ mình phải đi về nhà mình ăn cơm rồi. Mẹ mình kêu mình về ăn cơm rồi. Ơi, nhớ các bạn lắm luôn á, nhưng mà mình phải đi về mình ăn cơm rồi các bạn. Bye bye các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ phi thuyền về nha các bạn ơi. Bên kia có xe đón mình về rồi các bạn ơi. Có một chiếc xe đón mình về nha. Rồi trên xe mình thì có một con tôm nè các bạn, một con rùa nữa và một con cá nữa nha. Rồi bây giờ mình đi về thôi.